Nếu Đại Bồ Tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà Đại Bồ Tát ấy thường đối với năm loại mắt chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng, thường đối với sáu phép thần thông cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Nếu Đại Bồ Tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà Đại Bồ Tát ấy thường đối với mười lực Phật chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng, thường đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với pháp không quen mất chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng thường đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu Đại Bồ Tát an trụ tinh tấn ba la mật đa, mà Đại Bồ Tát ấy thường đối với trí nhất thiết, chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng, thường đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Nếu Đại Bồ Tát an trụ tinh tấn ba la mật đa, mà Đại Bồ Tát ấy thường đối với tất cả pháp môn đà la ni, chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng, thường đối với tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng tương đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với quả dự lưu chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng thường đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán và quả vị độc giác cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với sắc chẳng thấy danh chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng, thường đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng, nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa, mà đại bồ tát ấy thường đối với nhãn xứ chẳng thấy danh chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng thường đối với nhi tĩ thể thân ý sứ cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với sắc sứ chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng thường đối với thanh hương vị xúc pháp sứ cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng